chưa, gọi điện cho bà nội chưa? Dạ, ở xã không gọi rồi. Ông ở nơi chưa, gọi chưa? Đã vừa gặp ngoài, mới vừa gặp nội xong. À thế hả, xin được rồi. Năm mới con chúc bà ngoại với ông ngoại sống lâu được. Sống lâu trăm tuổi. Sống lâu với con cháu. Sống lâu với con cháu. Dạng sự như ý. Dạng sự như ý vậy? Ý là con cháu phải vui vẻ rồi gì kia đó. Long ơi. Làm có lương sống được sau là yêu có tiền mà hưởng
đời gặp ngày đời nhất vui được quan giả để thành vui. Ta thấy sống mỗi đứa phải tự nhiều. Thôi lấy giật rồi, thôi giật rồi. Ủa, hay đấy, hay giật vô chân hả? Hay quá. Ủa, còn hay đừng giật vô. Không ai giỏi, mình chỉ giỏi được một phần, còn những người khác là mình khó khăn. Mình không được những người khác thì mẹ không giỏi. Giờ các cháu giờ nó còn nhỏ, anh phải chăm sóc tụi nó. Con đó người giỏi nhưng không có con phải không người giỏi mà phải giúp đỡ nhau để trưởng thành, phải chứ không thể người có ngày không được. Nếu còn lo chồng còn độc thì bây giờ là phải cố gắng rồi. Còn Yến thì thi tuyển được thì thi tuyển không thi tuyển thì đi dạy trường tư chứ không giao hết bây giờ. Đóng bảo hiểm xã hội được, còn thường lòng người sớm muộn cũng phải đi kiếm việc mà làm, chứ mẹ cái gì nó làm để có. Không thể làm chứ không thể chết được, người là phải có việc làm. Biết rồi. Mấy đứa tụi bay chưa có khổ như bố đâu. Phải, nhưng mà tại vì giờ rồi. Nó phải con nó còn nhỏ. Con nhớ thì bố không có giữ được nguyên một ngày đâu. Bớt chơi game, bớt mưa gái. Có một cái lộn rồi.
rồi có một bọc rộn rồi hết kệ đi. Mới vợ chồng con chúc bố mẹ có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Ủa? Con đâu sao còn dư một cái? Vậy là có đứa nào chưa có hai cái? Có, nhà con mới có ba cái. Anh nói gì đó đi, dặn dò gì nói vậy. Quay xin tâm đã. Nhớ là dư mua được chiếc xe hơi. Đây. Này mua sao dư một cái cuốn xe hơi. Ghê quá, nhà nhiều xe hơi quá. Mốt Yến với Lộc mua xe màu vàng. Rồi chúc Tết chị anh chị. Bây giờ nhờ Út quay. Út quay đi. Bất cả. Đi làm rồi đó. Đây. Mình lại ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây ngồi cho rộng nè. Rồi, ngồi rồi, ngồi rộng nè. Qua trường nghỉ trường ngồi cho rộng đi. Thiệt rồi sao bỏ vô túi mà để tùm lum luôn rớt mất hay sao? Rồi. Sao sao? Rồi. Mới chút sao? Sao mẹ hai sao? Mẹ hai. Đầy tối rồi nha. Giờ có nhiều thiệt quá không? Dạ thì ở đây là bị tối. Chúc hai nơ đây. Nhiều tiền.
Câu cuối là câu gì hả? Con tính câu cuối là bớt gây gỗ. Mẹ ơi, mẹ bớt la con. Con lúc nào cũng xinh đẹp, giỏi. Dạ, ăn. Dạ, chúc Út đi. Chúc
Ôm được hoài rồi, như vậy là cũng mừng lắm hơn á, ráng cố gắng ôm việc nha. Dễ dụ lắm. Dạ, sao chết rồi. Ủa, sao chết rồi. Giờ 11 giờ rồi, dậy xuống bật cái bếp lên đi. Cho nóng rồi, xong rồi bật nước lên.